Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải Miền Đông tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, thú vị để cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ và bình luận về câu chuyện này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn trong và ngoài nước luôn luôn đồng hành cũng như đóng góp ý kiến ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn. Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Vợ nhiều lần báo mộng cho chồng nói đói bụng. Chồng đưa con đến thăm mộ, mặt mày tái xanh với những gì nhìn thấy. Không có thời gian đến thăm mộ vợ, vậy nhưng người chồng lại liên tiếp nằm mơ thấy vợ nói đói bụng, sắp xếp một ngày lên thăm. Trương Sơn tái xanh mặt với những gì anh trông thấy. Trương Sơn sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Vì gia đình nghèo khó nên phải đi lập nghiệp từ khi còn rất trẻ, sau 5 năm làm việc. Bằng chính đôi tay của mình, Trương Sơn đã thoát khỏi cuộc sống nghèo đói. Anh kinh doanh và có một gia đình hạnh phúc với vợ và một cô con gái. Cứ tưởng cuộc sống gia đình sẽ mãi như vậy thì biến cố bắt đầu ập xuống. Khi gia đình anh đang hạnh phúc, vợ Trương Sơn lại mắc ung thư và qua đời sau đó không lâu. Khi con gái được 7 tuổi, vợ Trương Sơn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Bệnh ở giai đoạn nặng và qua đời nửa năm sau đó. Sau khi vợ mất, Trương Sơn không thể chấp nhận sự thật này. Anh chìm đắm trong đau buồn một thời gian dài và không thể thoát ra được. May mắn thay, công việc bận rộn khiến anh làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ có bằng cách này, Trương Sơn mới không nghĩ về người vợ đã khuất của mình. Trước đây, do làm việc vất vả nên nằm xuống là Trương Sơn có thể ngủ một giấc thật là ngon. Nhưng mấy ngày nay, dù mệt đến mấy, anh vẫn nằm mơ thấy vợ trong giấc mơ của mình. Không chỉ vậy, người vợ còn báo mộng cho anh rằng mình rất là đói bụng. Trương Sơn cảm thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại này không bình thường, nên đã thu xếp công việc để đến thăm mộ vợ. Anh mua hương hoa, tiền giấy và vài món vịt quay mà vợ anh thích ăn khi còn sống. Hai bố con dắt nhau đến thăm mộ vợ. Khi vừa đến nhà bố vợ, Trương Sơn hỏi bố vợ đã bao lâu rồi không ra mộ thăm. Ông chỉ nói rằng không nhớ rõ. Bình thường bố vợ Trương Sơn thích đánh mạt chược nên chắc sẽ không còn thời gian đi thăm mộ con gái mình. Trương Sơn cũng thấy áy náy vì bản thân anh cũng rất ít khi đến thăm vợ. Anh sợ nhìn thấy cảnh đó sẽ xúc động. Mọi kỷ niệm trong quá khứ lại ùa về khiến anh không thể khống chế bản thân mình được. Đi được một lúc, anh cũng đến được mộ vợ. Trương Sơn vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đất bên cạnh ngôi mộ bị mưa cuốn trôi. Cả cây nến mà Trương Sơn để trước đó cũng không còn nữa. Cũng may, Trương Sơn đã mang theo đầy đủ những vật dụng này. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Trương Sơn gọi người đến sửa lại mộ cho vợ. Khi mọi chuyện xong xuôi, anh mới yên tâm về nhà. Từ đó đến nay, Trương Sơn không còn nằm mơ thấy vợ mình nữa. Công việc làm ăn cũng ngày một phát đạt hơn trước. Cứ đến dịp lễ Tết là Trương Sơn lại đưa con gái về cúng bái. Sự việc này đã dạy cho Trương Sơn một bài học. Sau đó, anh cũng thường xuyên đến thăm nom và dọn dẹp phần mộ của vợ hơn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mang một tính cách có một chút duy tâm ở trong đây. Vì anh đã lấy vợ bao nhiêu năm trời, vợ anh không may mắn đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời. Và lâu lắm rồi, bên gia đình vợ cũng như là bản thân anh lo làm ăn, không ra thăm mộ vợ. Và gần đây, đêm nào anh nằm ngủ cũng là thấy giấc mơ của vợ. Vợ cứ về, lúc nào cũng về nói là rất là đói bụng. Nên anh cũng thấy trong người rất khó chịu và sẽ dự tính đi ra thăm mộ vợ xem tình hình như thế nào. Và quả thật anh khi đến nhà bố mẹ vợ thì anh hỏi bố thì bố lâu lắm rồi không có ra thăm. Và ngày hôm nay anh dẫn con gái của anh ra thăm mộ vợ thì chuyện bất ngờ xảy ra, tức là ngôi mộ của vợ đã bị nước xối và sập cái ngôi mộ xuống các bạn đó. Và sau đó thì anh thuê người kêu người lại sửa sang ngôi mộ cho cẩn thận, rồi thắp hương thắp nhang. Và từ đó trở đi, anh nằm ngủ không còn thấy chim bao về vợ nữa. Và câu chuyện này thì tôi nghĩ không phải riêng về là trong câu chuyện, mà trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều dân gian truyền miệng về là cái câu chuyện này. Đó, ngôi mộ là thường xuyên con cái đêm nằm mơ, và sáng ra thì ngoài nghĩa trang thì có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Và trong câu chuyện này cũng vậy. Và từ đó thì anh Trương Sơn này, anh làm ăn rất là phát đạt, và thứ hai nữa là rất là khỏe mạnh để nuôi dạy con cái. Và từ đó anh ta thường xuyên đó, thường xuyên dẫn con gái ra thắp hương cho vợ. Đó, thì đây là một cái câu chuyện mang một tính cách có duy tâm trong này, nhưng mà cũng thực tại, thực tế, phải không quý vị và các bạn? Thì tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các bạn. Trong một thời gian dài vừa qua, ít dù nhiều, luôn luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến cho kênh của tôi. Và tôi cố gắng tiếp thu hết những ý kiến của các bạn để ra những video chất lượng hơn và cập nhật những câu chuyện hay, thú vị để mong gửi tới phục vụ cô chú anh chị gần xa. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.